bây giờ thì nhóm chúng em đã chuẩn bị tới qua Viên Gò Đen mọi người ơi. Thì nghe nói là tụi em không cập nhật đám tang được mọi người, tại vì đám tang là không có cho quay, trong quay Viên Gò Đen không cho quay. Khi nào trốn á thì mới được cho quay, chắc có lẽ tụi em phải chạy trong đó, tụi em trốn á mọi người, núp trong đó để khi nào hạ nguyệt tụi em sẽ ra quay cập nhật cho mọi người thấy được cái mộ của cô sau khi lấp đất như thế nào ha. Để đi cùng với em hôm nay thì có Cường Đen Vlog và anh Quy Đăng TV. Rồi chào cô chú anh chị và Bùi Hải Vlog cho mọi người. Thì bây giờ thì nhóm chúng em sẽ di chuyển đi cho mọi người ha. Rồi mời mọi người đi theo chân cùng chúng em nha. Quay để ơi. Đợi từ từ đi. Vâng, xin kính chào mọi người ha. Đây là nơi ăn nghỉ, phòng ăn nghỉ của cô Xuân Yến nha mọi người. Cũng mới vừa hạ nguyệt ăn tán xong mọi người ơi. Đây là một phòng của cô đây, mới vừa lấp đất đây mọi người. Ở dưới Gò Đen, qua trên Gò Đen giống như trên nghĩa trang thôn xong rồi mở cửa mã liền luôn hả ta? Ờ đúng rồi. Này, em thấy còn cây thang cả. Em thấy còn cây thang nè. Cây thang nè. Đúng rồi, này có cây thang luôn nè. Có cái thang luôn nè. Chắc cái ở dưới Gò Đen này, quay Viên Gò Đen giống như ở trên nghĩa trang luôn, quay Viên nghĩa trang luôn á. Đúng rồi. Mà cái chôn xong cái mở cửa mã liền luôn, có cái thang luôn nè. Chôn xong mở cửa mở liền luôn ha sư phụ. Đây là chôn xong mở cửa mở liền luôn. Đó, mọi người thấy không? Có cái thang này là mở cửa mở luôn. Chú nói có cái thang mở cửa mở luôn. Gãi muối đậu này. Sao cái này có muối đậu ta? Cái này có đậu kìa, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ gì tụi nó. Lại lụm cái bó nhang lên kìa, bó nhang nó bị nhang. Bị ngã kìa. Dạ con xin phép cô Xuân Yến. Lụm. Ở đây ha. Để dưới luôn, để dưới luôn. Ông anh ổng co quay Viên Nghĩa Trang, ổng nói kìa. Là căm cái đầu xuống. Quay góc xuống để gác cái đầu nhang lên trên đó. Đó không gác. Đúng rồi, cũng được. Vậy cũng được. Vậy là nó không có ướt. Vậy không ướt. Em tưởng đâu tục lệ nhà mở con mã xong phải chạy chứ. Mà sao em thấy là có đậu đen, đậu đỏ với tùm lum đây nè. Đậu nè, đậu đen. Đậu đen rồi đậu xanh nè, đậu trắng rồi đậu đỏ đó nè. Có muối gạo nữa nè mọi người. Muối gạo nữa nè. Đây thì anh Hậu nó anh em mình ba bốn anh em mình cắm bốn cây nhang đi. Đúng rồi, vâng. Lắc lấy mấy cây nhang cắm cái nhang mình ta. Ở dưới đây nó giống hoa viên không khác miếng nào. Anh biết để cái lò này là để chi không? Để đốt cái tiền nhân bạc. Không phải. Bảy tối nay người ta đốt lên để cho ấp mộ. Than đá. Có than đá nữa đó. Cho cũng giống trên quay Viên Nghĩa Trang luôn. Vậy là để than đá đây là tối đốt cho ấm đúng không? Đúng rồi. Đây nè, có cái lò nè. Có cái lò nè. Có cái bọc than đá sẵn bên kia nữa kìa. Có bọc than đá màu xanh đó. Nó có bọc than đá sẵn bên đó đó. Chung là lúc mà mình chôn cất xong là thấy cũng buồn, trắng dễ thôi. Đúng rồi. Thì nói chung ra là ta chôn cất xong rồi ta cũng ở đi về nó cũng là còn lo cái công việc ở nhà mà. Đúng rồi. Có phải mà ở đây đâu. Đúng rồi. Mà cái nơi nghĩa trang là cái nơi là để cho yên tĩnh, linh hồn ta yên tĩnh để ta nghỉ ngơi, hiểu không? Đó thì đã mọi người thấy không, hiện tại thì ở đây thì có mấy anh em cũng tới đây cập nhật thông tin chính xác. Mới mưa xong cái mà sẽ sần quá trời luôn. Nãy mưa sương. Ba cây đó là ba cây gì ta? Ba cây có dạng ba dạng cây này là cây muối gạo giống như cây nước vậy đó. Thế hũ gạo muối hả? Chắc bỏ có muối gạo với nước vô trong đó không ta? Đúng rồi. Bỏ muối gạo nước vô vấn đề nước rồi vô thôi. Đó, mấy cái cây đối với anh em mấy cái cây cắm mà 4-5 gốc là gì? Không muối. Hiểu, không cái đó là không biết thiệt luôn. Cái này là mở cửa mã mấy ông thầy hay mở hay cắm là giống như là
cũng như một cái gì gọi là cái phong tục mà của người Việt mình vậy đó. À. Của người Hoa thì khác. Đó mình thấy không? Cát rồi lắp lại nè. Nhưng mà em để cái này nữa nha mấy anh. Ở mé bên trước này là không có gạo muối nha, nhưng mà mé sau là có gạo muối nha. Có đậu xanh nữa kìa trời. Không, mé 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 sau, đậu xanh, trắng, nhiều đậu đen, lắm. Đậu đỏ. Đậu xanh, đậu trắng, đậu xanh, đen, đậu đỏ tùm lum hết à. Còn muối gạo thì rải ở sau là nó nhiều nè, ở trước này không có nè. Thấy không? Phía dưới nè. Trời người dù có đi đâu cũng gì cũng phải vô xuống cái lỗ này thôi. Trong nghĩa trang thì lúc biết bao nhiêu cái mộ, nếu mà mộ một ngày ăn tán là 5-7 cái có. Quá trời. Chưa tính một quả tán nữa. Họ sang. Nói chung ra thì tôi sẽ đến mất đi thì cũng là rất là buồn. Nói chung ra thì tất cả thì mọi người đều yêu mến cô, cũng như là tất cả anh em nghệ sĩ rồi. Nếu là mình thương cô. Nhưng mà nói chung ra là cô sẽ muốn mà mất đi là nhiều nghệ sĩ đến nè. Nhiều. Quá trời luôn. Em thấy người ta đăng clip lên đó, thấy có Vũ Linh, Hồng Loan, có rồi gì vậy? Chú Phượng, Linh Tâm, Hồng Phượng, Con Sáu, rồi, Kim Tho, Hồ Miêu, Thọ Mỹ, rồi tùm lum tà la. Chị Niu, chị gì đó, chị Ni, chị gì đó. À, Ni. Quá trời luôn, đi tới quá trời luôn mà. Ngươi đọc được mấy chữ này không? Hả? Ngươi đọc được mấy chữ này không? À, em ạ, à, em đọc được không? Ủa em bên mà tạo về mà em là bạn của chú đơn mà chú đơn em với chú cái đơn đó giờ mấy cái thang anh Huy nó là mấy nắp nè điếp 2, 4, 6, 8, 9, 8 nắp thì một hồi nữa anh em mình quay clip này xong thì anh em mình sẽ thắp nhang ha, thắp hương mỗi không mỗi một người một nén hương nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung ra thì khi mà cô mất đi thì rất là nhiều nghệ sĩ gạo cội thương tiếc, tại vì cô có những giai diễn để đời đó, người biết không, giai diễn để đời của cô không chỉ riêng mà trong nước như nước ngoài, rồi các anh các chú thời bây giờ đó. Rất là thương tiếc luôn ha mọi người. Mấy anh em thấy thì sao? Mấy anh em cảm xúc anh em thế nào khi đến mộ của cô? Anh đến là cả cảm xúc anh thấy như là cái người anh nó lâm lâm mệt mỏi. Mệt. Mệt ha. Ừ, mệt. Anh mệt là hiểu rồi đó. Chừng cô phù hộ anh đó. Đúng biết mà trước mộ cô không được nói dối nói xạo nha. Không nói đó thiệt đó nghe, đừng nói dối nói xạo. Mở cái mã là còn phải có cái than vậy ha. Mở giờ gà bà. Anh như là mỗi cái mã nó có con gà nó biết không? Có cục con cái tiền mẫu. Mỗi lần mở cái mã là có con gà là thầy lấy con gà đó bay lên mấy cái bậc thang đó. Rồi có cái mía nữa. Có cái mía nữa. Có mía không? Mà chắc người nhà đem về rồi quá. Mấy chú đậu tì đem về quá. Mà không thấy cái mía nó đâu rồi. Chắc mấy chú đầu tì lấy rồi. Công nhận ở cái trang ở Bà Đen đây nó cũng giống như cái trang của Duyên Bình Dương quá ha. Ừ. Thì nó sạch chứ bộ, sạch sẽ. Chắc có lẽ mấy anh em quay một vòng nữa nên sẽ kết thúc video nha mọi người ha. Quá trời. Thắp nhang đi. Thắp hương đi. Đừng coi thắp nhang đi anh. Thắp hương đi anh. Người thắp mà mai mới thắp đi. Ừ đúng rồi, để xong rồi mà nay thắp ha. Đúng rồi, ok. Rồi.